Thưa quý vị, biết là mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu không so sánh thì sẽ không thấy được sự giống nhau hay là sự khác biệt của cái vấn đề mà chúng ta đang muốn nói đến. Việc so sánh chỉ có thể tương đối nếu cả hai có cùng hoặc có gần điểm xuất phát như vậy. Tuy nhiên, bạn Hoàng Khánh thì lại làm một việc khác thường, đó là so sánh Việt Nam ở thời điểm hiện tại với riêng miền Nam Việt Nam trước năm 75. Điều đó cho thấy gì? Thôi thì chúng ta hãy cùng nhìn lại và cùng so sánh với bạn Hoàng Khánh nhé. Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 với Việt Nam Cộng sản hiện nay. Điều đầu tiên bạn ấy muốn so sánh đó là về đất đai. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người dân được cấp giấy quyền sở hữu đất. Không ai có quyền cưỡng chế thu hồi giải tỏa khi chưa được sự đồng ý của chủ nhân mảnh đất đó. Còn Việt Nam Cộng sản thì người dân chỉ được cấp giấy quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Nhà nước có quyền cưỡng chế thu hồi giải tỏa bất cứ lúc nào. Kế đó, về mặt y tế, Việt Nam Cộng Hòa, người dân được miễn phí 100% tiền viện phí khi vào những bệnh viện của nhà nước, chỉ tốn tiền khi vào những bệnh viện tư nhân mà thôi. Còn Việt Nam Cộng sản thì không có bất cứ một cái bệnh viện nào miễn phí cho người dân cả, không có tiền thì chắc chắn không được chữa bệnh. Điều thứ ba, về mặt giáo dục, Việt Nam Cộng Hòa, học sinh tiểu học và trung học được miễn phí hoàn toàn 100% học phí và không đóng bất cứ một khoản phụ thu nào. Còn Việt Nam Cộng sản, những lớp học từ nhỏ đến lớn đều phải đóng học phí và rất nhiều các khoản phụ thu khác. Không có tiền thì chắc chắn con cũng sẽ không được đến trường. Điểm thứ tư để mà so sánh đó là về tiền tệ. Việt Nam Cộng Hòa thời đó, tiền tệ được sử dụng hơn 60 quốc gia thuộc Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trong đó có Mỹ và nhiều nước châu Âu khác. Cầm đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa đến những quốc gia đó có quyền vào bất cứ ngân hàng nào để đổi ra tiền nước sở tại mà sử dụng. Còn cái thời Việt Nam Cộng sản, cầm đồng tiền Việt Nam ra khỏi lãnh thổ là giống như cầm tờ giấy trắng. Không có bất cứ một quốc gia nào, một ngân hàng nào chấp nhận quy đổi cái đồng tiền hồ tệ cả. Điều thứ năm để so sánh đó là tấm hộ chiếu. Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tấm hộ chiếu có quyền nhập cảnh vào tất cả những quốc gia trực thuộc Liên Hiệp Quốc mà không cần phải xin visa, không cần phải xin thị thực. Còn cái thời Việt Nam Cộng sản hiện giờ, hộ chiếu Việt Nam đang đứng trong top 1/4 nước, những quốc gia kém giá trị nhất thế giới. Và hầu hết muốn nhập cảnh vào những nước phát triển đều phải xin visa. Về thuế phí, thưa quý vị, Việt Nam Cộng Hòa không có mặt hàng nào phải đóng thuế trên 100%, cũng không có bất cứ con đường nào có trạm thu phí BOT. Còn dưới thời Việt Nam Cộng sản, có rất nhiều mặt hàng phải đóng thuế trên 100%, như xăng, dầu, điện, nước, đó là những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống của người dân. Thậm chí xe ô tô, xe mô tô đóng thuế đến 300%. Và có 88 trạm thu phí BOT. Hiện nay Việt Nam có gần 400 loại thuế và phí. Một con gà đặt trong siêu thị cũng gánh cả chục loại thuế. Về vấn đề nhân quyền thì sao? Việt Nam Cộng Hòa, người dân có quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do biểu tình, tự do lập hội. Có quyền đứng trước dinh tổng thống, chửi rủa tổng thống, đốt hình tổng thống mà chẳng bị một lực lượng an ninh nào đàn áp hay bắt bớ. Còn dưới thời Việt Nam Cộng sản, hầu hết những quyền con người bị siết chặt như là tự do ngôn luận, tự do ngôn giáo, tự do biểu tình, tự do lập hội, v.v. đều đâu có được đâu. Và đặc biệt, chửi rủa lãnh tụ hay đốt hình lãnh tụ sẽ bị an ninh đàn áp, bắt bớ, bỏ tù. Về vấn đề tranh cử thì sao? Thời Việt Nam Cộng hòa áp dụng cơ chế dân cử dân bầu. Bất cứ công dân trưởng thành nào đều có quyền tranh cử vào tất cả các vị trí chức vụ trong bộ máy nhà nước thông qua lá phiếu công khai minh bạch, cơ hội được chia đều cho toàn dân. Dưới thời Cộng sản Việt Nam hiện nay, cơ chế hiện nay là đảng cử dân bầu. Đảng cử ra 3 thằng ngu thì cũng bắt dân chọn một trong 3 thằng ngu đó lên làm lãnh đạo. Cơ hội chỉ đến với những ai là đảng viên mà thôi. Về mặt truyền thông, thời Việt Nam Cộng Hòa, người dân có quyền mở tòa soạn báo, mở đài phát thanh, hầu hết truyền thông là của tư nhân và nhà nước không có quyền kiểm duyệt thông tin.
Còn dưới thời Việt Nam Cộng sản, người dân không có quyền làm truyền thông. Từ Bắc chí Nam không có một đài truyền hình nào của tư nhân. 63 tỉnh thành cũng chẳng có một tòa soạn báo tư nhân nào hết. Tất cả thông tin đều bị nhà nước kiểm duyệt. Về mặt kinh tế, thời Việt Nam Cộng hòa, nhà nước không làm kinh tế. Kinh tế phát triển tự do tư bản. Tất cả đều của tư nhân có sự cạnh tranh công bằng. Người dân có quyền được tư hữu những công ty, nhà máy của tất cả những mặt hàng chủ đạo. Vì vậy, nhà nước không bóc lột người dân được. Tham nhũng về kinh tế là không có. Thời Việt Nam Cộng sản, nhà nước làm kinh tế. Hầu hết những mặt hàng chủ đạo đều bị nhà nước thao túng, như là xăng, dầu, điện, nước, gạo, cà phê, v.v. Người dân không có quyền tư hữu những công ty mặt hàng chủ đạo. Vì vậy, không có sự cạnh tranh, chỉ có một giá do nhà nước đưa ra. Một mình một chợ, nhà nước muốn bóc lột người dân như thế nào là quyền của họ. Người dân không được chọn lựa. Từ đó có thể kết luận như thế nào, thưa quý vị? So sánh giữa hiện tại với hiện tại đã là quá dĩ. So sánh giữa hiện tại với quá khứ lại càng khiến cho chúng ta phải giật mình nhìn lại. Qua những gì mà bạn Hoàng Khánh vừa so sánh ở trên giữa Việt Nam Cộng Hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước năm 75 và Việt Nam Cộng sản hiện nay, để thấy cái mức độ kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền áp đặt lên đất nước của mình. Sự thụt lùi, tụt hậu của một xã hội, một đất nước hoàn toàn tùy thuộc vào thể chế chính trị áp dụng cho đất nước ấy. Việt Nam chúng ta sở dĩ ngày càng tồi tệ là do đã bị bóp nghẹt với sự cai trị của một thể chế độc tài toàn trị như thế, thì làm sao mà chúng ta có thể phát triển được? Sự phát triển của đất nước, phát triển xã hội, phát triển con người, nó đâu có chỉ nằm ở mỗi cái là nhà cao tầng hay là đường cao tốc đâu. Quý vị có đồng ý như thế không?